Thưa ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, tôi tên là Nông Thị Nguyệt, cư ngụ tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây, tôi có một số thắc mắc, mong ban quản trị giải đáp giúp tôi. Xin cảm ơn. Câu hỏi thứ nhất, Thái cực tiên ông là ai? Có nhiệm vụ gì ở trái đất này? Tôi là Thiền Gia Anh Tuấn, thành viên trong ban giải đáp của chùa Thiền Tông Tân Diệu xin trả lời câu hỏi của chị nông thị nguyệt vị thái cực tiên ông là vị trưởng ban lập đạo ra ba đạo âm ở trái đất này có nhiệm vụ lập ra ba đạo là đạo hiển linh đạo tình thương và đạo bác ái ừ, xin mời chị hỏi tiếp ạ